Chứ xe này được ớt nên nâng nhau mà thật unboxing video mới tiết hay. Mà đoàn này cứ chỉ character mà bị thay của Titan Mikasa Ackerman. Mikasa Ackerman này sẽ ăn mẹ tên mà bị LC Studio. Hay Mikasa này cả nhóm tên bị T-Toy nâng nông Facebook đấy. Hay Mikasa này vì cho nó là Armor Titan. Và ở con trời để ba mơ video nhóm nên nó bỏ bia nhưng mà tôi được bỏ plastic trên phong này các anh ơi. Khi nào bị chôn đây là Armor Titan để bị cắt cơ ba bắt đây này, nó đi mình từ cơ ba lên này các anh ơi. Như này các anh ơi, base bia. Ồ, base nó chôn đây này các anh ơi. Mày mới detail kìa. Detail kìa làm cọp. Mày mới detail. Làm khớm khớm sát mà này các anh ơi. Ôi thôi nó đang nhìn cái lạnh trong bạn đầy Mikasa Ackerman mà Armor Titan à ôi đạch đầy ôi bên này nè hey Mikasa đây khăn khóm đi à nền tên ôi thôi nó đang nhìn sụp đạp tục đấy đi sao này anh ấy sáng sáng pe pe Titan pe mình được transform the Titan này gọi Titan transform the mình được không nhỏ bị chỉnh sai nhưng mà mười tiền ô này anh này thôn mình tàn thì tới steel bao lần đôi xịt lần perfect mỏng á steel bao lần ăn mưa tới đôi ở lại chó steel bao lần đôi perfect anh này nhâm tinh bị thi thoi đôi chỉ có vô mà chờ người ta nè phi có vô mà phải làm phụ mối gì Mikasa nè nhưng mà chỗ bạn này thì còn vô mà bị chỉ vô mà chở này mày tuyệt này khuôn Mikasa ô sẽ lại Mikasa qua Mikasa rồi đó cái sai này thì chỉ cái sai Aaron Aoi thôi chỉ cái sai Aaron Aoi một cái à mi tại kiên kiên Mikasa ấy cái nó thang à gas thang hay nó đai rồi cặp tới cặp yêu tới bia bia lại lấy một mi cái này kia nhà mình đang ngày đại đây Mikasa chọn một đại miền bỉ hay mới chia vậy mới chia một phần kia lắm lỗi bọn này với nhóm cơ tha à sai chọn đại gì ạ nameplate bọn nhóm lệ mà rồi gặp hai bảy nó lơ phụ mùi ở bay cái thứ thằng phụ mùi ở bay đây là được nè nó nên mở sơ khơi nè chấp đan này ngon nè hiện đan này một này ô thôn này ngon nè ơi chọn cái bảo làm ở thành thật muốn lấy chung ấy cái plate bàn này khan mờ mua à bây thùng thùng nó khỏi được mà nhầm đan thử bài này ngoài này chọn chọn ra hàng chọn ra hàng đấy không đã mui nè anh ấy cái này như thế này nọ nè đã là muốn nó để sao bởi dân đã pi nó muốn vì nhỏ trầu nè mới được chọn nè đã là nặng hái chọn đã thùng bạn hai điệp hay là ui thằng nào nó kìa kiếm mà là phải kể tướng nó mới đẹp tướng nó lớn đi giờ đóng hai tướng nó lớn tôi cứ lại mình trừ đi cái xa tôi nó đưa trên nó lớn đi mà đăng đáy tầm ớ nếch này nó hơi là lớn nè nhưng tầm hiểm này đăng đáy lắm
luôn mình cả xa ní đi chỗ chỗ cắt chỗ đấy cũng chung cho các bạn bạn cho các bạn mà này khó khăn tin cả sáng trở nên lớn nạn này làm gì cái nơi mà đi khán đó cái nơi mà đi khán đó chạm Mikasa không được chạm về Mikasa cho bài màu khăn nhông ăn bài tàu hồ khăn bốc bài nào Mikasa cho bài mà khăn khổ hay nghĩa các bà tư tư mụn tịt thôi đôi đây Mikasa đây cái đặc mệnh nó chết anh chết đây hãy tổng hợp đặt các bạn những bài tập khỏi để nói niềm đặt các bạn bị cái xác thì các bạn bị cái xác nhiệt mọc hẳn một quỷ anh hiểu kỳ nhưng mà đồng ý đứng trong cái kề sai chỗ đa quyền thở đấy chỗ quỳ quỳ chỗ lần án chỗ sai này chỗ lần án click vào đây những cái lạnh khảm đấy hiểu không đó hiểu không cái lạnh đa đa nữa mau với nghe này đó nè nhung đăng à sai nữa đạn này nhung từ mơ không pay thi thoi mình nữa nghe hay nè đó nè figure nâng tinh mà ắt kha đây để xa texture ấy vía nâng lỏng sàn bóng hay nè đó nên mà về phía lỏng đôi khớm khớm lỏng đôi texture mà sàn à này น้ำปอเลียปอไปมาสอาร์มีกี่ไหลนะดัดจะมีกี่ไหลนะไหลถ้ายังมีเราพายังเหยียบพายังด่าจบออกไปไงดีไซน์ยังเราจะอัดกี่ไหลด่าเวียเต้เสร็จได้จำยังมีกี่ไหลมีไหมด่าให้จำยมทอดอะไร
ตอนนี้ยังไม่ต้องติดตามตั้งนานได้เอ๊ะจบแล้วเนี่ยตอนนี้มาบัตรก็มีโอกาสอยู่ด้วยนะแบบคุ้มให้อะไรนะอ๋อนั่นคอยนี่แหละเนี่ย Hi nè anh trong figure nó mình tập phần đăng cái nè anh ở contrast bài figure này về thơ thở mơ pro thì thôi còn unboxing để đây à tí nó nhưng mà đông lại này và còn ở còn lại ba bộ video nhom ở contrast ở còn lại được anh nè hai nhom nâng tình tiết zoom lại nè được anh nè mơ nè được anh nè zoom mới chặt đây nè được anh nè mơ